Văn là không biết bạn ấy mới chơi hay chưa, nhưng mà mình nghĩ là cũng chắc cũng chơi lâu rồi đấy. Tại vì sắm được đồ full như này là cũng mất khá nhiều thời gian. Đấy, cái tiện đây mà vô tình gặp ấy thì review cho anh em cấp 95 thôi. Long Văn này, full 5. Cái này là Hoàng Phi Thạch này. Đây là Du Long Chi Hùng. Cái bộ là 8x. QI Vân Chi Giáp, QI Vân Chi Khôi này, Du Long Bộc Hỏa Kiên này, Thiên Nam Giao Long, Vân Chi Chủ này, Hiếu Hoàn này, Cầm Long Túc Thiết Hài này, QI Chi Sục này, Du Long Chi Mẫn này, QI Chi Quật này, Du Long Chi Ngâm. Võ hồn thì là Trắc Việt. Ok, phải Thiên Sơn nhé các bạn. Đấy, thì bây giờ chúng ta mới bàn đến cái dòng này. Ngày xưa ấy, cái thời mà chưa có thần khí đấy, thì gần như là anh em nào cũng đóng cái QI hết, đúng không? Cả luôn cả bộ một QI. Nhưng mà cái nhiều thằng ấy, Minh Giáo nó vẫn cầm cái cây Thánh Hỏa đấy, cái bang nó vẫn cầm cây Tù Long. Nhưng mà nhìn chung ý, thì các ông tướng đều mặc khoảng mấy cái đây, 3 cái để nó kích cái dòng máu lên giới hạn 3 cái 9 kìa. Đó. Còn ấy, sau này có thần khí thì đẹp quá, mặc 3 cái kích dòng thì nó vẫn kích được. Thậm chí bỏ luôn cái chỗ hội công 6 kia đi thì nó chỉ được con thằng 3 món thôi, 3 hay 4, 4 món thì phải 4, 5, 6. Đấy, thì thay vào cái thần khí quá đẹp. Thì QI này ấy, thì nó đắt nhất ở những cái này là một này. Tại vì sao lại thế? Tại vì nó có máu lên giới hạn đấy, và kích dòng. Kích dòng tất nhiên là hợp với nhau. Cái này nó cũng có máu lên giới hạn và thể đấy, cái này cũng có và cái này cũng có. À, cái này không, cái không cho đi. Nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp ấy, thì thường là chúng ta vẫn mặc vào để nó đủ, và chúng ta bỏ cái thần khí. Hai cái này là rẻ nhất này. Cái này rẻ nhất. Thế nhưng mà nhiều ông ấy thì ông ấy cũng kết hợp với một cái bộ 85 để lấy phần trăm công, tức là 35% ngoại công. Thế nhưng mà sau này ấy, thì chúng nó không mặc nữa mà chúng nó xoay đi một hướng khác. Tại vì cái hạng liên ấy, sau này khi mà các bạn kiếm được một số cái, nó sẽ có cái vấn đề là cái liên nó tăng, có ra mỏng máu lên giới hạn ở một số phái, nên nó sẽ chọn, không phải chọn cây Tù Long là Du Long, mà nó chọn sang một cái cây ví dụ như là Minh Giáo. Nhưng mà Minh Giáo thì nó lại khuyết, tại vì Minh Giáo 8x nó cũng có cái mũ đấy. Cái nhiều thằng ấy thì nó lại chuyển sang một cái bộ Giao Long kẹp vào đấy, rất thú vị nha các bạn. Đó, hoặc là một số thằng phái nội ấy, thì lại kết hợp full 8x với lại bộ Thần Mộc. Nhưng mà nhiều thằng ấy thì nó lại không cần thiết công, nó chọn cái bộ Thiên Nam. Cái bộ này rất hay nha, cái bộ này không có công nhưng máu rất nhiều, không gì tù tém nhiều lầm, nhưng mà nó lại rất rẻ, cực kỳ rẻ. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà đấy, cái về số lượng máu cộng không hề thua kém như Thiếu Lâm. Nhưng mà cái bộ full thiên của thằng Thiên Long rất rẻ. Chúng ta thường nhớ lúc nào cũng QI, chúng ta thường nhớ lúc nào cũng Thần Mộc, nhưng mà ít ông nào nhớ Thiên Nam Giao Long ấy. Thiên Nam Giao Long Hải, Thiên Nam Giao Long Uyển. Ok, thôi đấy, tiện đây thấy một nhân vật này thấy hoài niệm quá thì chia sẻ với anh em một vài thứ thế thôi. Còn chơi như thế nào thì nó là phong cách của mỗi người. Đây, ác này thì chắc bạn chỉ làm ác gọi là cảnh thôi.